Hey guys, I'm kind of a pillow princess. The way I want to strangle your ass right now. Nếu có một ngày Bảo được chọn một công việc khác, bạn sẽ chọn công việc khác nào? Hay Bảo vẫn sẽ cho thành VTuber? Okay, hiểu rồi. Bảo mà có chọn ngày khác là Bảo chọn ngày gì? Bảo sẽ chọn công chúa gối. Ngày number one, Bảo rất là thông minh cái ngày đó. Number one employee của gối. Đúng Bảo là không chứ gọi không vậy? What? What does that say? What? Có đúng là Bảo là thế mới là anh. What? Ủa gì vậy? Công chúa gối không vậy? Fuck you. Mẹ mày. Tại sao hả? Câu hỏi gì kỳ vậy? What the... Nói tầm bậy! No! This is sai. No. Wrong. Không đúng. No. Không đúng. I hate you guys. They really asked me that in Vietnamese. I hate you guys.